Chiều ngày 16 tháng 11, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang phối hợp với khu quản lý đường bộ 3 triển khai phương tiện để giải phóng đất đá tràn xuống đèo Khánh Lê, nối Nha Trang với Đà Lạt. Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, hàng nghìn mét khối đất đá từ ta luy dương đổ tràn xuống mặt đường gây chia cắt hai đầu đèo. Các phương tiện không thể lưu thông. Ông Nguyễn Văn Gia, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, hiện đã thông báo cho các đơn vị vận tải và cho lực lượng ra cảnh báo trực tiếp, đặt biển cảnh báo để phương tiện không lưu thông theo hướng quốc lộ 27C. Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng máy móc để hỗ trợ cho phía tỉnh Khánh Hòa nếu có yêu cầu.